Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Thứ hai, Pháp Quán Thập Nhị Nhân Duyên của Bích Chi Phật. Bích Chi Phật có hai loại là độc giác và duyên giác. Khi Phật không xuất thế, có người tự mình giác ngộ tại nơi hang sâu, núi thẳm ngồi tĩnh tọa, xem hoa nở mùa xuân, thấy lá vàng rơi mùa thu mà ngộ đạo. Loại này gọi là độc giác. Khi có Phật xuất thế, có người quán thập nhị nhân duyên mà giác ngộ, thì loại này gọi là duyên giác. Đầu tiên là quán vô minh. Vô minh là gì? Là không sáng suốt một thứ gì, nói cho văn vẻ một chút là ngu si, còn nói thẳng ra chính gốc nó là tâm dâm dục. Cái tâm khiến cho con trai cầu con gái cầu con trai, hỏi anh, hỏi chị tại sao muốn như vậy, thì hoặc đáp rằng tôi thấy cô ấy xinh đẹp, hoặc đáp anh ấy đẹp trai, lại hỏi tại sao yêu cô ấy, cái dễ thương của cô ấy ở chỗ nào, hỏi tới, hỏi lui, chị hay anh đều không biết, đã không biết mà còn cứ chạy theo, đó chính là vô minh, một sự kỳ quái chẳng ai hiểu nổi. Không ai hiểu nổi mà sao vẫn phải chui đầu vào, tại sao vậy? Bởi vì con người vì sắc dục mà sinh ra đời, do đó cũng phải chết vì sắc dục, đúng với câu nói. Sanh ngã chi môn tử ngã hộ, kỳ cá tô tinh kỳ cá ngộ, dạ lai thiết hán tự tư lương, thành Phật tố tổ do nhân tố. Dịch nghĩa là, cửa mà ta vào đời cũng là cửa ta ra khỏi cuộc đời, mấy ai sống tình, mấy ai ngộ. Kẻ hào án, đêm nằm suy nghĩ, thành Phật hay làm tổ sư cũng là người cả. Phật hay tổ sư cũng từ con người tu tập mà thành, ai sinh ra như thế nào thì chết cũng như vậy. Chẳng nguyện cắt đứt luân hồi, chẳng nguyện dứt đường sinh tử, mà ngược lại, nguyện thuận theo dòng đời mà lưu truyền, chẳng nguyện đi ngược dòng sanh tử, bởi vậy mới có vô minh. Sau vô minh thì đến hành vi. Hành vi là gì? Là hành vi thuộc về tính nam và nữ, bởi không sáng suốt nên tạo nghiệp, rồi điên đảo, từ sự điên đảo nên phát sinh ra hành vi. Hành vi phát ra, rồi bèn có thức rồi, cùng tinh cha huyết mẹ tạo thành thai nhi. Rồi thì có danh sắc, danh thuộc tâm lý, sắc thuộc sinh lý, sau danh sắc có lục nhập, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, có đủ 6 căn, sau 10 tháng thì ra đời, và từ lúc này có xúc, cảm giác của sự tiếp xúc, biết phân biệt, lạnh nóng, cứng mềm. Cảm xúc gây ra tác dụng lãnh thọ, và lãnh thọ trong thuận cảnh làm thành khoái lạc, nếu nghịch cảnh thì gây thành thống khổ, như vậy tùy lúc, tùy trường hợp mà có cảm tình yêu ghét. Có tâm lãnh thọ rồi sẽ có tâm ái, có ái thì ắt có tâm riêng tư chiếm hữu cho mình. Con người tham luyến của cải nữ sắc nên mới có dục vọng. Có tâm ái tức sẽ kiếm mọi phương cách để lấy về, tức là thủ, làm của riêng tức là hữu. Vì mục đích phải đạt cho được nên có khuynh hướng không từ bỏ bất cứ phương tiện nào, do đó mà tạo thành ba nghiệp không thanh tịnh, tức là nghiệp về thân, khẩu và ý. Bởi tạo nghiệp nên có quả thọ sanh kiếp sau, rồi lại tới lão, tử, và chúng sanh cứ như thế mà tiếp tục lưu truyền không thể dứt, không cách gì ra khỏi vòng sanh tử luân hồi. Muốn vượt qua sanh tử, đầu tiên phải đoạn trừ vô minh, giải quyết được vô minh thì không còn cái gì để sinh ra 11 nhân duyên sau nữa. Đó là phương pháp chân chính để đoạn trừ sinh tử. Người tu hành phải đoạn trừ ái và dục mới có thể giải quyết chuyện sinh tử của mình, nếu không, tu cho hết các kiếp vị lai cũng không giải thoát được. Phá cái gốc vô minh đi thì đoạn trừ được dâm dục, lúc đó không còn dục vọng, không còn phiền não, đó là giải thoát. Xuyên qua pháp độc giác, người tu đạo phải sống cô độc, không nên có bằng hữu, kết bè đảng. Có câu nói, quét hết mọi pháp, ly hết mọi tướng, phá trừ hết thảy mọi thứ chấp trước mới có thể giải thoát được. Nếu đi tu mà còn sợ cô độc thì chưa tu được. Tu đạo phải tự mình đứng lên, không theo mọi người, đó mới là bản sắc của người tu. Người tu phải nhớ cho kỹ, không thể hòa mình với các phần tử ô nhiễm để vàng thau lẫn lộn, cái đó chỉ khiến cho mình bị đọa. Người tu cũng phải tự mình giải quyết cho mình. Ai ăn, người ấy no, chứ không thể nhờ cậy vào người khác. Lẽ dĩ nhiên, người tu cũng cần có thiện tri thức khai sáng cho,
dẫn cho ta vào đường ngay, nếu không thì người mù dẫn người mù không tìm ra lối. Người tu đạo phải biết nhẫn những điều khó nhẫn, nhường kẻ khác những gì người khác không nhường được, ăn những thứ người khác không ăn được, mặc những thứ người khác không muốn mặc. Nói tóm lại, người tu phải ráng chịu đựng những gì người khác không chịu nổi. Người tu phải giữ giới, giữ quy củ, nếu chẳng như vậy, chẳng phải là người tu. Ha ha ha, 问什么的说